khi mình làm được như này, chúng ta thêm được vào như này, thì tôi tin rằng là cái cảm giác nó vô cùng tuyệt vời. Chào bạn đã quay trở lại, tôi Cương, người truyền nghề lập trình web trên hệ thống Udutop.vn. Và tiếp theo với chuỗi bài chúng ta cắt PHP thành HTML CSS, thì ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn bạn cách để có thể là xây dựng một cái slider như này. Đấy, và như bạn nhìn thấy trên bản thiết kế thì chúng ta đã có một cái slider đấy, bao gồm 3 hình ảnh ở đây, và phía bên dưới nó thì có những cái nút để chúng ta có thể là click vào để nét từng trang khác nhau của từng phần slider này. Đấy, thì vậy slider là gì? Slider nó đơn giản là trên một cái không gian thì có thể chứa nhiều nội dung, và những nội dung đấy nó sẽ trượt, được chưa bạn? Nó sẽ trượt. Đấy, và trong mỗi thời điểm thì nó sẽ xuất hiện một số lượng nội dung nhất định. Đấy, ví dụ đây ở trang 2 thì xuất hiện 3 nội dung này. Chúng ta click vào trang 3 thì nó sẽ xuất hiện 3 cái nội dung tiếp theo. Đấy, thì đây là cái quy trình hoạt động của cái slider. Đấy, và khi mà bạn ghé thăm những cái trang web về bán hàng, về tin tức ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái slider này để có thể hiển thị được nhiều nội dung trên cùng một cái phần giao diện web. Rồi, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta cần phải làm thế nào để đạt được điều này. Đấy, và khi mà làm điều này thì bạn cần phải nhớ tôi là chúng ta cần phải có kiến thức về JS, về jQuery thì chúng ta mới làm được thằng này. Đấy, có thể viết chay được thằng này, có nghĩa là chúng ta viết lên từng dòng lệnh một. Tuy nhiên, trong cái quá trình mà chúng ta làm website thì cũng được rất là nhiều đơn vị bên ngoài họ viết lên cho chúng ta những cái plugin, có nghĩa là những cái ứng dụng người ta đã tạo sẵn rồi, và việc chúng ta chỉ cần tìm những cái phù hợp và nhúng vào website chúng ta. Đấy, tất nhiên là những cái này là những cái mà họ đã viết một cách rất là công phu và có rất là nhiều những option khác nhau để điều khiển và giúp chúng ta có thể là xây dựng được cái slider một cách rất là dễ dàng. Còn để chúng ta viết bằng tay cũng được, cũng ok, nhưng mà nó cũng khá mất nhiều thời gian, với lại là cái tính gọi là customize, có nghĩa là tối ưu ấy, thì nó lại không bằng những cái này. Là chỉ như vậy nên là trong quá trình chúng ta xây dựng website thì có những phần mà chúng ta sẽ vay mượn từ bên ngoài, và cũng có những phần thì chúng ta cần phải cột nó lên tùy theo cả nhu cầu của mình. Rồi, ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào để tìm hiểu cái cách để có thể làm thằng này. Và ngay bây giờ thì tôi được hướng dẫn cho bạn một cái từ khóa rất là quan trọng để chúng ta có thể làm một slider. Đấy, và với dân trong nghề thì sử dụng cái phần này rất là nhiều. Đấy, cái slider chúng ta có tên gọi là OWL. Đấy, như bạn nhìn thấy này. Đây, slider. Đấy cho bạn. Đấy, bạn click vào. Đấy, bạn ghi xuống cái phần này giúp tôi nhé. Đấy, OWL carousel. Đấy, carousel. Đấy, thì đấy là một cái slider được sử dụng vô cùng phổ biến trong hiện tại. Mà tôi tin rằng nếu như bạn mà muốn học để đi làm thì mình cần phải có những kiến thức này. Đấy, và trong cái quá trình mà tôi xây dựng website cũng như là đi làm công ty cũng như là đào tạo của tôi, thì tôi đã trải qua gọi là đâu đấy hàng chục đến cả trăm cái slider rồi. Đấy, và trong cái hành trình đấy thì tôi đã tìm được cái slider này, nó rất là tuyệt vời và có thể sử dụng rất là tốt. Đấy, và tôi cũng đã viết một số bài chia sẻ về thằng này. Nhưng ngày hôm nay thì tôi sẽ làm video để chia sẻ cho bạn cách để có thể là đưa nó vào trong website một cách là chuẩn hơn và một cách là nhanh chóng hơn. Rồi, thì khi mà chúng ta đi vào một cái plugin đã được xây dựng sẵn của một đơn vị nào đấy. Đấy, và thì cái công việc đầu tiên ấy là chúng ta cần phải xem thử là cái điểm hay của cái slider này là gì. Đấy, chúng ta có thể đi vào phần demo này để xem những cái demo của họ. Đấy, như bạn nhìn thấy này, ở đây nó có thể giúp chúng ta responsive, rồi có thể là hiển thị các đối tượng vào center. Đấy, và bạn quay trở lại vào trang home ấy, thì bạn có thể thấy đấy, có thể là kéo thả này, có responsive, có CS3 này. Đấy, có thể là nhanh chóng này, nhấn này, chậm này, miễn phí này, được chưa bạn? Đấy, có rất là nhiều auto quit này. Đấy, có thể là kéo thả. Đấy, rất là nhiều những cái điều hay của thằng này. Đấy, và bạn nên đi vào phần demo để xem thử là những cái demo, có nghĩa là những cái trình diễn ấy của thằng slider này. Đấy, của họ đã tạo ra, mình xem như nào. Nếu mình xem nó phù hợp thì chúng ta lại đưa vào website chúng ta để sử dụng thôi. Ví dụ tôi click vào phần basic là phần cơ bản nhất. Đấy, như bạn nhìn thấy. Đấy, đấy cho bạn. Ở đây có các phần tử của slider. Đấy, ở đây có nút để click vào. Đấy, và bạn quay trở lại với cái phần bên chúng ta. Đây, chúng ta thấy này. Đấy, bạn thấy nhá. Đấy, đây có 3 hình đúng không? Đây có 3 cái hình, dưới đây có 3 dấu chấm đúng không? Đấy, thì bên này nó cũng thế. Đấy, bên này cũng thế. Ở đây có nhiều cái ô hơn. Đấy, và cũng có từng cái dấu chấm.
đấy các bạn. Đấy thì công việc chúng ta thì khi chúng ta nhìn như này thì đây là những cái vùng demo, những cái vùng sân này này, và cái số này cái phần mà tác giả của plugin này họ demo lên cho chúng ta thôi. Còn sau này khi mà chúng ta xây dựng ấy thì chúng ta có thể cho vào trong này, tách cho vào hình ảnh, cho vào video, rất là nhiều những định dạng khác nhau. Đấy, và mình định hình được ấy, mình biết được cái khung của website nó chạy như nào trước đấy, và sau đấy chúng ta đưa vào website chúng ta và chúng ta thêm thắt vào những cái nội dung phù hợp vào từng cái ô item này, từng cái phần tử này. Đấy các bạn. Rồi, đấy thì đây là một cái demo đầu tiên. Đấy, còn lại thì cũng có rất là nhiều những demo khác nhau. Đấy. Auto width này. Đấy, auto width có nghĩa là phần slide đây nó không phải đồng đều nhau của thằng ngắn thằng dài. Đấy, nó vẫn chạy được. Đấy. Nói chung là cái thằng thư viện này nó chạy khá là hay. Plugin này nó chạy rất là tuyệt vời. Đấy, bên này thế. Đấy các bạn. Đấy, thì khi chúng ta xem này thì chúng ta đã thấy được là cái phần slider này nó rất là tuyệt vời, nó có thể áp dụng được vào trong cái slide chúng ta. Đấy, và trong cái kinh nghiệm mà tôi đã làm rất là nhiều rồi. Đấy, và tôi đã hướng dẫn rất là nhiều bạn làm rồi, thì đây là một slide vô cùng tuyệt vời mà bạn có thể tin tưởng để sử dụng nó. Rồi, và cái mà chúng ta sẽ bắt đầu làm đầu tiên ấy, là chính là cái thằng này. Đấy các bạn. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy thằng này nó giống nhất với cái phần thiết kế chúng ta, và chúng ta sẽ quyết định để đưa thằng này vào trong website chúng ta. Đấy, thì đây là phần demo. Đấy, sau khi chúng ta đã xem phần demo rồi, biểu diễn rồi, thì bước thứ hai là chúng ta sẽ đi vào phần document. Đấy, document là có nghĩa là phần tài liệu, phần hướng dẫn của cái slider này. Đấy, và như bạn nhìn thấy, getting started là bắt đầu đúng không? Đấy, chào mừng này. Đấy, nó hướng dẫn chúng ta rất là nhiều những cái điểm nổi bật này, những điểm nổi bật mới này. Đấy chưa? Đấy, có thể là lặp này. Đấy, và những phần tử có thể là kênh dừa này, smart speed có nghĩa là cái tốc độ di chuyển giữa các phần tử khác nhau, thì nó smart có nghĩa là chúng ta có thể cấu hình được này. Đấy, có thể điều khiển cái margin này. Đấy, cái khoảng cách giữa hai cái. Đấy chưa? Đấy, có thể là cone event này. Rất là nhiều những cái option khác nhau mà tôi thấy rằng nó rất là tuyệt. Về cái độ tương thích thì cái này nó tương thích với hầu hết các trình duyệt khác nhau luôn. Đấy, nó list ra một loạt luôn, có thể chạy trên iPad rồi mobile các kiểu. Đấy, thì nó có tất cả ở đây. Đấy, thì đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Về thư viện thì nó có ở đây. Đấy, chúng ta có thể là download cái thư viện này. Đây, bạn nhìn thấy này. Đấy, và đây là cách để chúng ta có thể đọc được bất kỳ những cái plugin nào nhé. Nó luôn luôn có cái phần document thì chúng ta cần phải đọc nó. Đấy, phần download thì chúng ta sẽ nhấn vào đây để download nó. Rồi, download nhá. Rồi, cho nó chạy đấy, để chúng ta đọc tiếp. Rồi, file include có nghĩa là cấu trúc file nó bao gồm cái gì. Đấy, bao gồm là OWL carousel. Đấy, và bên trong này có thằng asset. Đấy, và đây có những cấu trúc thư mục như này, thì chúng ta cần phải đưa vào trong website chúng ta cái cấu trúc này để có thể làm việc, có thể chạy được. Đấy các bạn. Đấy, và như vậy thôi. Bước tiếp theo là đi vào cài đặt. Đấy, đi vào cài đặt. Rồi, và để làm việc với phần này thì tôi cũng đã tạo một cái phân vùng ở đây. Đấy, tôi đi vào SAM, vào htdoc. Rồi, để làm việc với phần slide. Để làm việc với phần slide thì tôi cũng đã tạo ra một cái folder slide nằm trong tutorial. Đấy, và tôi cũng đã tạo sẵn những cái hình ảnh mà tí nữa chúng ta sẽ đưa vào trong slide. Và việc tiếp theo chúng ta là cần phải đưa cái file mà chúng ta vừa download, cái thư viện vừa download của thằng slide này vào. Đấy, tôi sẽ copy nó. Ctrl C. Tôi đưa vào bên này. Ctrl V vào. Đấy, bạn hãy làm theo tôi từng bước nhé. Đấy, trong khi xem ấy, thì có giấy bút được thì càng tốt. Chúng ta sẽ ghi lại từng bước một để tí nữa thì chúng ta sẽ đưa vào để chạy. Rồi, đây là một cái plugin. Nó bao gồm rất là nhiều những yếu tố bên trong này. Đấy, có những phần ví dụ trong này luôn ấy. Đấy, có phần demo này kia trong này luôn. Đấy, nhưng mà phần quan trọng mà bạn cần phải chú ý là phần asset này. Đấy, trong asset nó sẽ có thư mục WO carousel. Bạn nhớ nhá, đi vào đây này, đi vào doc này. Đấy, asset này. Đây, OW carousel. Bạn Ctrl C nó.
Sau khi bản Canon C xong thì bạn sẽ ra bên ngoài paste nó vào. Đấy, và đây chính xác là cái cấu trúc mà chúng ta cần phải copy vào để làm việc. Đấy, và bạn sẽ quay trở lại với bên phần này. Đấy, thì đây chính là cái ống này. Đấy các bạn, đấy chúng ta mà cứ để cả khối như bắt đầu của thằng thư viện này luôn ấy thì nó không phải nhá, mà chúng ta sẽ đi vào trong này và vào accept và sẽ copy thằng OW carousel này vào. Đấy, và chúng ta sẽ tập trung vào thằng này. Đấy, JS có ở đây. Trong này thì có cả cái bộ sheet ad của nó thì chúng ta sẽ sử dụng tập trung vào trong này. Đấy, còn bên ngoài kia là những cái document, cái hướng dẫn, cái ví dụ. Rồi, sau khi mà đã copy được vào rồi thì tôi sẽ mở cái thằng Summlighted lên. Sau đấy tôi sẽ quay trở lại với phần này. Đây, tôi quay trở lại nhé. Đây, tôi kéo cái phần này đi vào bên trong. Rồi, như bạn nhìn thấy thì chúng ta đã có rồi đúng không? Đấy, và tôi quay trở lại với cái phần này. Quay trở lại với phần hướng dẫn của Carousel. Rồi, sau khi mà đã copy, download xuống, copy xong thì tôi click tiếp vào phần tiếp theo là phần CADD installation. Đấy, vào CADD. Đấy, thì nó sẽ đi qua thằng bước thứ hai. Đấy, để CADD được nó thì bạn như thế này. Đầu tiên thì bạn cần phải include, có nghĩa là cần phải đưa hai cái file sheet này vào trong HTML. Đấy, ở cái phần head, đấy, phần bên đầu của cấu trúc HTML ấy. Đấy, thì bạn phải copy thằng này vào. Nhớ nhá, chúng ta phải copy nó vào. Tôi quay trở lại. Và trước khi đưa vào cấu trúc thì chúng ta cần phải viết ra cái cấu trúc HTML đúng không? Đấy, và đầu tiên thì cần phải tạo ra một cái file đã. Đấy, file OWL Carousel slider .html. Rồi, tôi điền vào là HTML5. Đây là theme slider OWL Carousel. Được chưa bạn? Rồi, là như thế này. Được chưa? Đấy, và chúng ta nhìn thấy này, đọc hướng dẫn nhé. Đấy, bước thứ đầu tiên ấy, là copy cái thằng này sẽ đẹp vào. Đây, chúng ta copy nó vào. Để đấy cái đã. Đấy, copy xong đây đấy. Tí nữa chúng ta phải xử lý nó sau. Tiếp theo nữa, bạn nhìn thấy. Đấy, bước thứ hai này. Đấy, thì chúng ta cần phải đưa cái thằng React vào. À, bước thứ hai ở đây là thêm React vào. Thì ở đây có một số chú thích thôi, chúng ta có thể đọc thêm nó. Đấy, đưa React vào, copy và đưa vào đây. Ok. Rồi, sau đấy chúng ta sẽ xây dựng cái cấu trúc HTML. Đấy, thiết lập cấu trúc HTML. Đấy, thì ở đây họ cũng chia sẻ luôn đấy, thì bạn không cần phải tạo bất kỳ một cái cấu trúc phức tạp nào. Đấy, đấy, thì ở đây chúng ta chỉ cần copy thằng này vào thôi thì nó chạy thôi. Đấy, chỉ cần đặt cái class OWL Carousel vào đây là nó sẽ chạy. Đấy, các bạn, chúng ta copy này, đưa thằng này vào cái nơi mà chúng ta muốn xuất hiện cái slide này. Ví dụ tôi có một cái phần gọi là class, tôi để cho nó là ID đi nhá. ID wrapper slider. Đấy, phần bao quân của slide. Đấy, còn tất nhiên ấy, trong những giao diện cụ thể thì bạn sẽ biết được là cái phần bao quân này là phần nào. Đấy, và chúng ta sẽ chèn cái bộ cột này vào. Đấy chưa? Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Sau khi chèn xong thì sẽ quay trở lại đây và gọi plugin. Đấy, gọi plugin. Đấy, bạn copy thằng này. Có nghĩa là plugin này được xây dựng, nó bao gồm React để chạy cái cấu trúc HTML này. Thì chúng ta cần phải copy nó. Đấy, và đưa nó vào đây. Đấy, và để mà thêm cái plugin này vào ấy, thêm cái phần gọi plugin ấy, thì bạn có thể gọi bằng script. Đấy, script ở đây. Paste thằng này vào cho nó chạy. Đấy cho bạn. Đấy, chỉ cần gọi nó vào. Hoặc là bạn tạo một cái file React riêng. Đấy, tạo một file, tạo một folder React và thêm một cái file React vào. Và sau đây chúng ta lại là include nó vào trên này. Đấy, thì đấy là tùy theo bạn thôi. Đấy, bạn muốn như nào thì chúng ta có thể là xây dựng như vậy. Rồi, sau khi mà chạy thằng này xong ấy, thì chúng ta đã hoàn thành được cái bước là thêm nó vào rồi. Tất nhiên là quá trình thêm này chúng ta mới làm theo hướng dẫn, còn chúng ta cần phải check lại xem từ đường dẫn nó đúng hay chưa, hoặc là có cần phải thay đổi gì hay không. Đấy cho bạn. Đấy, bạn hãy chú ý điều đấy giúp tôi. Rồi, tôi quay trở lại nhé.
Tôi sẽ khởi động cái local host lên. Rồi tôi đi vào Unitop, tôi đi vào tutorial và slide, click vào thằng này. Đấy, và như các bạn thấy này, thì hiện tại nó không có chạy đúng không? Đấy, thì vì sao nó không chạy? Đấy, vì sao nó không chạy? Rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra nhé, xem thử nó bị cái gì. Tôi nhấn Ctrl U để kiểm tra. Đấy, kiểm tra file.sys này. Đấy, như bạn như thế này thì nó chưa có đúng không? Thì khi nó thông báo object not found như này thì chứng tỏ là đường diện nó bị sai. Đây, bạn này có sạc ở đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy này. Slider đi vào OW Carousel và đi vào thằng min.css này. Chúng ta xem thử là trong folder này nó đúng hay chưa. Đấy, tôi đi vào nhé. Thì để đi vào css ấy, thì nó phải đi qua cái folder asset, đúng không nào? Đấy, thì ở đây bạn sẽ thêm vào một cái gọi là asset vào đây. Đấy, tất cả những thằng css thì chúng ta phải thêm thằng này vào trước nó. Rồi, đấy các bạn nhớ nhá, từ file gọi này này đi vào đây. Đấy, và muốn đi vào css thì nó phải đi qua folder này. Chỉ như vậy nên tôi thêm một thằng này ở giữa này. Đấy, bạn hiểu chưa? Ok, và sau khi xong rồi thì tôi sẽ quay trở lại bên ngoài. Tôi chạy lại. Đấy, như bạn như thấy thì giờ nó đã mất đi rồi đúng không? Đấy, nó không còn xuất hiện nữa. Đấy, và tôi kiểm tra Ctrl U xem thử đúng chưa. Rồi, vào được rồi đúng không? Đấy, ok. Bước tiếp theo, tôi sẽ kiểm tra xem thử thằng React này nó như thế nào. Đấy, đặc biệt là cái thư viện jQuery đầu tiên. Đấy, vì chúng ta chưa có thêm cái thư viện này vào. Đấy, nên nó sẽ báo lỗi như này. Đấy, thì giờ nhiệm vụ chúng ta là cần phải có một thư viện jQuery. Thì tôi sẽ lên Google và tìm kiếm với từ khóa jQuery.com. Đấy, và đây là trang chủ của jQuery. Đấy, bạn sẽ truy cập vào. Và lên đấy thì bạn sẽ download cái thư viện nó về. Download cái thư viện, và thư viện hiện tại thì nó là thư viện 3.3.1, bạn click vào. Đấy, sau khi click vào xong, bạn có thể download cái file này xuống và thêm vào kiểu internal, có nghĩa là download nó và đưa vào trong cái dự án luôn. Hoặc là bạn có thể copy trực tiếp cái đường link này vào và xử lý, sử dụng nó. Rồi, tôi sẽ thay vào đây luôn cho nó nhanh nhá. Đấy, còn bạn ấy thì bạn muốn nó đưa vào trong dự án thì bạn có thể download nó xuống, chạy trong dự án luôn. Rồi, đấy, sau khi mà tôi đã đưa thằng này vào rồi thì tôi sẽ thực hiện cái việc là chạy lại xem nó đã ok hay chưa. Tất cả những cái file mà chúng ta Ctrl U này này, chúng ta nên xóa đi. Đấy, xóa đi để cho nó đỡ rác. Rồi, và như bạn như thấy thì cái giao diện nó bắt đầu xuất hiện rồi. Đấy, giao diện nó bắt đầu xuất hiện. Đấy, bắt đầu xuất hiện rồi. Nó bắt đầu có những thằng content ở đây và nó chạy như này. Đấy, khi nó chạy như này là vui rồi nhá. Đấy, chúng ta hãy từng bước một, đấy, như này là vui rồi. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào cái thư viện này lại. Đấy, và chúng ta xem những cái demo ở đây. Đấy, đấy, người ta bảo này, bạn đọc từng bước không có gì khó, hãy xem demo để custom and option cái phần nùng mà chúng ta sử dụng. Đấy chưa? Đấy, chúng ta xem demo này, hãy làm theo từng bước một ở đây là chúng ta biết được làm như nào rồi. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn theo thằng Basic, đấy chưa? Đấy, thì ở đây có phần setup ở đây này, các bạn nhìn thấy có phần setup, có phần HTML. Đấy, thì chúng ta lại copy thằng này và lại đưa vào bên trong cái của chúng ta. Đấy, làm này nó hay lắm. Đấy, thực sự rằng là khi mà chúng ta lập trình mà chúng ta cảm thấy đam mê và khi làm ấy, chúng ta gọi là bình tĩnh từng bước một ấy, thì nó rất là tuyệt vời. Có thể lập trình mà chúng ta cứ vội vàng ấy là chết ngay, không bao giờ ok. Rồi nha. Đấy, làm code thì nó phải gọn gàng như thế cho nó đẹp. Rồi tôi chạy cho bạn xem nhá. Từ bắt đầu như thế này này. Đấy, nó chạy như thế này là vui rồi. Đấy, giờ sẽ Ctrl F5 để cho nó chạy lại. Rồi, như bạn như thấy nhá, thì nó bắt đầu xuất hiện con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuy nhiên nó không có màu xanh vì cái phần code demo ấy, thì chúng ta đang nằm ở bên kia, chúng ta không đưa nó vào. Đấy, nhưng ở bước này thì chúng ta gọi là khắc hảo ok rồi. Và giờ đây chúng ta sẽ thực hiện việc là thêm ảnh vào để cho nó chạy. Đấy, thêm ảnh nhá. Rồi, để thêm ảnh vào thì bạn như thấy này, ở đây từng cái item 1 là từng phần tử của cái thằng slider. Bạn hãy nhớ giúp tôi, phần này là mỗi phần tử nhá. Đấy, mỗi phần tử. Đấy, từng ông này là một phần tử, item là một phần tử. Đấy, các bạn nhớ như vậy. Và tất cả những thằng này bạn tạm thời bạn xóa nó đi.
Rồi, tạm thời xóa đi. Và ở chỗ này chúng ta cần phải làm gì ở đây? Ví dụ trong này bạn muốn đưa hình ảnh vào, bạn muốn đưa một cấu trúc HTML bất kỳ nào vào thì chúng ta cứ thể đưa vào thôi. Ví dụ phần slider mà nó có những cái ảnh tin tức đấy, và người dùng tất nhiên có thể click vào đây được. Đấy, thì ở đây nó phải có thẻ A đúng không? Có phải có IMG đúng không? Đấy, thì ở đây thì bạn có thể tạo thẻ A IMG. Đấy, A IMG. Tạo A này. Được chưa? Và trong thẻ A này chúng ta có gì bạn? Có IMG này. Đấy, trong IMG giờ bạn có sẵn này. Bạn còn nhớ là lúc tôi giới thiệu ấy thì tôi đã tạo sẵn một cái folder IMG và chứa những hình ảnh của tôi đúng không? Muốn đưa ra. Đấy, giờ tôi sẽ đưa nó vào. Đấy. Vị trí tương đối giữa cái file HTML với cái folder IMG này thì nó ngang cấp đúng không? Đấy, thì tôi sẽ đi vào ngang cấp. Xược. Và đây là tham 1 chấm png. Rồi. Đấy, thì đây là một thằng slider của tôi. Sau khi tôi có thằng này rồi thì tôi sẽ copy xuống. Đấy, đây là trường hợp mà chúng ta đang làm giao diện. Đấy, còn trường hợp mà khi chúng ta đã có giao diện rồi thì cứ thế cho vào vòng lặp PHP nó chạy thôi, rất đơn giản. Đấy, được chưa bạn? Đấy, tôi sẽ tạo ra khoảng tầm 6-7 cái đi. Đấy, cho nó ok. Rồi. Reload nha. Đấy, như bạn nhìn thấy. Đấy, thì chúng ta lại có thằng này nó chạy rất là đẹp đấy, đúng không ạ? Đấy, cực kỳ hay. Đúng không ạ nhỉ? Đấy, cực kỳ tuyệt vời đấy. Rồi, ok. Đấy, và tôi sẽ thực hiện một số cái bước nữa. Đấy, tôi sẽ điều chỉnh và tôi sẽ cho phần slider này nó nhỏ lại. Đây, tôi cho phần slider nó nhỏ lại. Cụ thể là tôi sẽ style cho thằng grab slider này. Đấy, tôi tạo một cái style và tôi cho nó một cái width. Đấy, width. Width 800 pixel đi. Margin 0 pixel auto. Đấy. Ok. Tôi cho ra giữa. Đây, và có width đàng hoàng. Đấy, và như bạn nhìn thấy thì chúng ta đã có được như thế này. Được chưa bạn? Rồi. Đây, tôi quay trở lại nhá. Đây, tôi xem thử phần cấu hình của chúng ta. Này kia. Ở đây nó đã ổn chưa? Đấy, giờ ví dụ nhá. Ví dụ như là bạn muốn nó xuất hiện khi mà cái giao diện nó lớn hơn 1000, chúng ta có 6 hình chẳng hạn, thì sẽ cho vào đây con số 6 và ra reload thì nó xuất hiện 6 hình. Còn nếu như bạn mong muốn con số 3. Đấy, 3 về 600 ấy là màn hình nhỏ hơn là nó là 2 chẳng hạn. Đấy, và từ 0 pixel đến 600 pixel là nó là 1 chẳng hạn. Đấy, các bạn để ý nhỉ. Đây là điểm bắt đầu nhá. Đây là cái điểm tới hạn của điểm tiếp theo. Đấy, pixel là cái độ rộng màn hình này. Và giữa này là cấu hình số phân tử. Đấy, và đây là đang cấu hình cho responsive, có nghĩa là nó chạy trên đa thiết bị. Rồi, tôi chạy cho bạn xem. Đấy, như bạn nhìn thấy thì chúng ta lại có 3 hình. Đấy, rất tuyệt. Đấy, và lúc này thì 6 hình thì cái này nó đang bị lấp đi. Giờ 3 hình thì nó lại xuất hiện như này. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy các bạn. Đấy, còn tất nhiên trong trường hợp là lấp đi thì chúng ta cũng có thể tìm thấy nó và đưa nó ra bên ngoài cho nó phù hợp. Đấy, được như này. Đấy, và như các bạn như thấy này. Thì cách chúng ta làm bản quan sát đấy thì có thể là bạn khá là bị rối. Đấy, nhưng mà tôi sẽ nốt lại cho bạn một số cái. Và trước khi nốt thì tôi sẽ thêm ở đây một phần tiêu đề cho nó đẹp nhé. Đấy, thêm phần tiêu đề ở đây cho nó đẹp. Ví dụ đây. Tôi để ở đây là H1 đi. H1 đây. Thêm slider vào website. Đây, và đây tôi ghi ở đây là unitop.vn này. Hoặc web90ngày.com này. Đấy. Tôi quảng cáo trong web của tôi một tí. Đấy, còn anh em nào mà muốn vào đây học để đi làm này, vào đây nhận tài liệu này. Đấy, thì cứ vào nhá. Đấy, quảng cáo một tí. Đấy. Rồi. Ok, đấy như bạn như thế nhá. Thì cái phần thêm slide này vào thì nó đơn giản như vậy thôi và nó rất là tuyệt vời. Đấy, và ngoài ra nếu chúng ta mà muốn cấu hình thêm ấy thì bạn sẽ quay trở lại này. Bạn sẽ quay trở lại với phần document nhé. Trong này nó sẽ có một phần gọi là phần option. Đấy, phần option ở đây. Đấy, có number này. Đấy, có chúng ta có thể là thiết lập
được là cái số phân tử đấy. Chúng ta sẽ thiết lập được cái margin. Margin có nghĩa là cái khoảng cách giữa các phân tử với nhau. Đây, khoảng cách ở đây. Thì trong cái bài của chúng ta đang làm ấy, thì cái khoảng cách nó đang còn thiết lập là 10 pixel. Đấy, cái lập này, lốp là lập, nó có lập hay không là true. Đấy, navigation, đấy có nghĩa là cái thân điều hướng ấy có hay không thì true. Đấy các bạn, đấy nó có rất nhiều những cái option khác nhau. Đấy thì bạn có thể vào đây bạn đọc. Đấy, rất là nhiều thứ khác nhau nữa. Bạn vào đây bạn đọc, bạn test nó. Đấy các bạn, đấy, cực kỳ hay đấy. Rồi, và tổng kết lại thì cho bạn đỡ rối. Thì khi mà làm điều này thì bạn cần phải nhớ là chúng ta cần phải có tư duy rằng là đầu tiên là chúng ta cần phải biết được là cái tên của thằng slide này là gì. Đấy, cái tên của plugin là gì. Cái tên này thì chúng ta có thể lên tìm ở trên mạng. Đấy, hoặc là bạn xem những video hướng dẫn của tôi thì bạn sẽ biết được cái tên của nó. Sau đấy bạn hãy lên Google tìm kiếm đến cái phần plugin này. Đấy, sau khi tìm kiếm xong thì bạn đừng có tìm hiểu cái việc là tích hợp gì vội. Đấy, mà cái bước đầu tiên bạn cần phải xem thử là cái document, cái demo nó như nào. Có nghĩa là cái hiển thị của nó như nào, nó đẹp không, nó ok không. Và khi mình cảm thấy rằng nó hợp với mình rồi ấy, thì mình lại sử dụng nó để đưa nó vào trong website của chúng ta. Đấy, và sau khi đã có demo đẹp rồi thì chúng ta sẽ đi đến bước tiếp theo là đọc cái document của nó. Có nghĩa là cái hướng dẫn sử dụng. Đấy, và ở đây nó có từng bước một, Đấy. Tất cả những cái website nước ngoài mà họ chia sẻ những cái plugin như này thì họ làm rất là kỹ. Đấy, và chỉ cần đọc một tí tiếng Anh thôi là có thể làm được rồi. Đấy, nhưng mà hầu hết chúng ta thường là vội vàng hoặc là hơi yếu tiếng Anh một tí thì cảm thấy nó khá là bối rối. Đấy, và như bạn nhìn thấy đấy, thì cho dù nó rất là nhiều thứ nhưng mà cách tôi làm thì nó cũng từng bước một, đúng không? Đấy, và cứ như vậy thôi. Một người lập trình viên mà muốn giỏi thì chúng ta cần phải biết đọc những cái tài liệu và biết kết để có thể tích hợp được những cái nền tảng xung quanh của chúng ta. Đấy, và từng bước một như vậy. Đấy, và khi mình làm được như này, chúng ta thêm được vào như này thì tôi tin rằng là cái cảm giác nó vô cùng tuyệt vời. Đấy, mà lúc đầu khi mà tôi vừa học lập trình web như thế, đấy, tôi cũng không có thể là tìm được những cái đẹp như này đâu. Đấy, nhưng mà khi đã tìm được những thằng nó đẹp như này thì cũng thấy nó rất là happy. Và những cái thằng này là không phải là chúng ta tìm cho nó chơi. Đấy, và tôi muốn cái video này thì đầu tiên thì nó phải xuất hiện trong cái chương trình tất tần tật chuyển PD thành HTML set của tôi ở trên hệ thống YouTube. Ngoài ra thì tôi cũng có chia sẻ phần này lên YouTube để cho những anh em mà đang muốn học và đi làm và áp dụng nó vào những dự án và để kiếm tiền ấy, thì có thể xem nó. Còn nếu như học cho vui thì tôi nghĩ rằng là xem những cái này nó cũng hơi phí. Đấy, vì những cái này là những cái để có thể là kiếm tiền được. Rồi, thì tổng kết lại thì nói như vậy thôi. Còn các bạn có muốn xuất hiện thằng này hay không thì ở trong này nó sẽ có cái phần option này. Đấy, phần option thì bạn có thể vào để xem, hiểu không? Đấy, ở đây có phần option ở đây. Đây, option này. Bạn muốn xuất hiện cái thằng navigation này thì chúng ta điều khiển thôi. Đấy, ví dụ ở đây nhé, navigation mặc định là chú này ở đây thì nó đã xuất hiện, đúng không? Thì bạn có thể comment nó lại. Đây, bạn chạy. Đấy, nó khá là hay. Phần này tôi thêm nhá. Đấy, các bạn chưa? Đấy, thì nó là giống như kia rồi. Đấy, nếu chúng ta mà muốn nó xuất hiện lên thì cho nó chú lên. Đấy, bật tắt thôi mà. Đấy, nó đã có những option rất tuyệt vời như này. Đấy, còn để chúng ta mà muốn xuất hiện thằng này lên bên trên này, đấy, thì lại sử dụng cả position trong JS, đúng không? Position relative to position absolute để cho nó xuất hiện phía bên trên này. Rồi, vậy là thông qua một thời gian vừa rồi, còn lại cũng hơn 10 phút đấy, cũng khá là dài đấy. Thì tôi đã hướng dẫn cho bạn là cách để thêm thằng slide này vào trong website. Đấy, và tôi nghĩ rằng là đây là một phần cũng quan trọng mà bạn cần phải sử dụng và áp dụng nó luôn vào trong cái website của mình. Đấy, trước khi bạn có website đẹp vội thì khi xem video này thì hãy làm nó trước. Đấy, và hãy tạo ra những cái file đơn giản như của tôi đang làm ở đây để thêm nó vào. Thứ nhất là rèn luyện được cái cách đọc những hệ thống khác. Thứ hai nữa là mình có thể tạo ra được một cái slider theo ý của mình, để sau này khi chúng ta làm những cái dự án nó hay ho thì chúng ta cứ thế là bê nó vào sử dụng thôi, và nó vô cùng đơn giản và hiệu quả. Ok, cảm ơn bạn đã xem video. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu như bạn cảm thấy video này nó hay, nó hữu ích cho bạn thì đừng quên đăng ký kênh của tôi, chia sẻ cái bài hướng dẫn slide này cho bạn bè của mình để có thể cùng xem và cùng áp dụng. Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại bạn trong video sau.